Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin chào toàn thể các bác quý chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em lại tiếp tục cập bến được một dòng loa hỏa tiễn, dòng gọi là chuyên phục vụ cho anh em gọi là sự kiện mà các bác chơi gia đình cũng là đều là ok, vì con này sử dụng hai bát 30 nhá các nhá. Bát neo. Và một chép neo. Với thiết kế thì con này thì thật sự các bác là quá là đẳng cấp, chất lượng. Dòng này thì đây em hôm nay em về em tháo em bóc trực tiếp cho các bác. Đây. Hiện tại em về được có tầm 5 đôi nhá các nhá, 5 đôi thôi, không có nhiều số lượng. Dòng này em không có nhiều. Đấy. Và dòng này thì như chiếc đây thì em đây em sẽ quay cho các bác. Dòng này thì tất cả nội thất và bên trong ruột gan thì em đã làm một video trước. Video trước thì em đã làm cho các bác quay lên rồi. Đấy, và video này thì em sẽ chỉ test chất nhạc và quay hình thức bên ngoài thôi. Chứ về bên trong thì các bác nào cần xem thì các bác xem lại thôi nhá. Đấy, các bác nhá. Con này về hình thức bên ngoài nhá các bác nhá. Thì sử dụng là sơn nhựa. Nhá các bác nhá, sơn nhựa. Đấy. Sơn sần nhựa, dòng sơn là dòng sơn cao cấp, dòng sơn này rất là đắt tiền luôn nhá các bác nhá. Và thùng con này thì cực kỳ là chắc chắn và nặng. Rất là nặng các bác nhá. Cứ bọc bảo vệ đây nhá các bác nhá. Hôm nay các bác thì chơi hoặc nghe nhạc nói chung là rất là hay. Ui, thùng của nó nặng dã man luôn các nhá. Đây chiếc thùng này, dòng này thì em bán cho rất là nhiều anh em đã gọi là trải qua rồi. Thật sự các bác, hàng này nó là hàng đẳng cấp nhất hiện nay ở trong phân khúc gọi là mức giá gọi là cũng không rẻ cũng không cao, nhưng mà để mà đáp ứng cho các bác thì đủ tiêu chuẩn cho các bác làm sự kiện. Đấy, thì độ phóng của nó rất là xa. Đây em tháo sẵn một con đây. Và con này là em chỉ cần test một con nhé các bác nhá. Test một con ở trong nhà thôi để các bác nghe thôi. Các bác nhá, một con này thôi. Đấy, các bác nghe nó đã tiếng của nó đã dã man rồi. Đấy. Đây các bác nhá. Thông số con này đây. Đấy. Con này nó sẽ có chế độ đánh riêng nhá các bác nhá, riêng bát riêng và chép riêng. Các bác nào mà thích mà đánh riêng thì các bác đánh bài bát thì các bác là chung này. Đấy, các bác nếu mà đánh riêng thì các bác gắn lên trên. Đấy. Ở trên nếu đánh gạt xuống sẽ là 1 cộng 1 trừ. Đấy. Còn nếu mà gạt lên trên này thì các bác sẽ đấu 2 cộng 2 trừ và 1 cộng 1 trừ. Đấy. Chế độ đánh riêng và đang đánh chung. Cái gạt này, chế độ gạt này. Ở đây con này xem công suất này các bác nhé, công suất con này rất là khủng khiếp luôn. Đấy, tem là tem này nó sẽ là tem nhôm này. Dập chữ dập chìm này nhé các nhá. Có mã model là T24P. Đấy, số mã Suri 619. Đấy. Chế độ đánh đấu cọc này. Đấy. Công suất này nhé các nhá. Công suất là 1200W. Đánh chế độ 4 ôm. Đấy. Độ nhạy thì khá là nhạy luôn. 109 dB. Độ nhạy con này rất là dã man. Đấy. Giải tần các nhá. Đấy. Giải tần con này đáp ứng cho các bác này. Đấy. 60 này đến 100 này. 101 này đến 200. 20kHz, 20Hz. Đấy. Độ phủ rất là rộng luôn. Con này độ phủ cực rộng, quan trọng là cái độ phủ rộng trên này. Đấy. Nặng là 46 cân, nặng 46 cân. Nặng 46 cân. Magin Germany. Đây là nhà máy sản xuất là tại Trung Quốc nha các nhá. Đấy. Và có hàng có hãng của nó đây này. TWAT Audio chống quang. Và đây thì là được sản xuất và lắp ghép tại Trung Quốc nha các nhá. Sử dụng bát 18 sao. Sau này thì các bác là muốn xem về hình thức thì em sẽ có cái video sẵn để cho các bác xem. Đấy. Không ấy thì có gì em sẽ đẩy video lên, sau em đẩy tiếp cái video bên trong ruột gan của nó. Đấy. Để cho các bác xem. Thì tháo cái này nó rất là cầu kỳ luôn. Thật sự các bác tháo cái này đấy. Tháo cái này này. Tháo cái này rất là ấy. Mất thời gian. Đấy. Để em xem là cái ốc ở đâu xem. Đây, hai con ốc ở đây. Bên dưới này. Tháo cái này thật sự các bác là mất nhiều thời gian tháo lắm. Loa hỏa tiễn quá là xịn sò.
Đây em thử nhạc cho các bác nghe nhá. Thử nhạc lại đây, trước tiên là thử cái tiếng mic trước á. Các bác nghe cái tiếng mic của nó này. Nơi con này thì thôi rồi luôn, rất là dày. Lên 1 2. Rất là dày luôn. Tiếng cực dày. 1 2 5 6 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 2. Anh sẽ mở các bác nghe nhạc này. Anh dã man luôn. Quá hay đường các bác ơi. Siêu hay. Đấy, các bác nào mà chỉ chơi làm sự kiện thì các bác chỉ cần làm một đôi đấy, đánh nó sướng. Có điều kiện làm hai đôi đánh bao quê luôn. Quê hơn là dòng tiếng dã man không, cực hay luôn các bác nhá, rất là hay. Đấy, cái loa của nó thật sự các bác là nhìn rất là khôn, đẳng cấp. Đấy, hình thức đẹp, đẳng cấp. Loa TV kép audio, những dòng này thì mã này là mã hot nhất hiện nay rồi. Đấy, không có mã nào vượt qua được con này. Đấy, trừ khi là dòng loa xịn sản xuất tại Đức thì thật sự các bác là nó rất là nhiều tiền. Đôi loa này nó hơn 100 triệu đôi cơ các bác nhá. Đôi loa rất là mắc. Còn đây thì sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá, sản xuất tại Trung Quốc và được lắp ráp theo công nghệ của Đức các bác nhá, công nghệ của Đức. Và mức giá cũng rất là hợp lý để cho bác được lựa chọn. Hiện tại trong thời điểm bây giờ là bên em đang bán mức giá là 28 triệu một đôi các bác nhá, 28 triệu một đôi. Đấy, bao chất bao xịn cho các bác, hàng nguyên thùng các bác nhá, nguyên thùng.
Đấy, hàng nguyên thùng các bác nhá, 28 triệu một đôi. Đấy, bao hay, bao đẳng cấp xịn sò các bác luôn. Đấy, các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trình bày. Và các bác nào mà cần mà xem về chi tiết ruột gan và cái hình thức nhé các bác nhá, ở bên trong của nó thì các bác kết bạn số Zalo hoặc là xem lại cái video em có, cái này em có làm video quay nội thất ruột gan bên trong rồi nhé các bác nhá, thì các bác vào xem lại giúp em. Đấy, thôi thì các bác nào gần thì nếu mà ấy thì qua để nghe thì trực tiếp ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi các bác xem video nếu thấy hay cho em xin nút like, đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho bác. Và sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.